À, xin chào các anh chị các bạn. À, trong video bài học này thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn và các anh chị Cái phương thức xây dựng thương hiệu à, với kênh YouTube à, Xây dựng thương hiệu thành công với kênh YouTube thì Cái này nó rất là dễ thôi à, nhưng mà đối với một số người chưa làm bao giờ thì Có thể nó cũng sẽ hơi khó một chút đúng không à, Đầu tiên là các bạn Làm cho tôi một cái kênh Bằng cách này các bạn lập gmail của mình ra Và có rồi thì các bạn vào các bạn tạo kênh YouTube Các bạn tạo kênh YouTube kênh thì nó chính là thương hiệu của mình ví dụ như là của tôi là pa marketing hay phan anh online hay là nguyễn phan anh gì cũng được à, hay là mình bán mỹ phẩm thì phan anh mỹ phẩm đúng không à, chúng ta tạo ra kênh một kênh hoặc thậm chí hai kênh ba kênh nếu mà chúng ta đủ sức đấy sau đó thì chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ sản xuất những cái thể loại uh, video gì trên cái kênh youtube này ví dụ bạn bán mỹ phẩm bạn có thể review mỹ phẩm bạn bán quần áo, bạn có thể là định hướng stylist à, hoặc là bạn có thể hướng dẫn cách gấp quần áo nhanh, cách hướng dẫn cách gấp quần áo đi du lịch, à, bạn cũng có thể là hướng dẫn cách, cách cái lựa chọn trang phục phối màu, hay là thắt cà vạt, hay là thắt khăn thắt nơ vân vân, rất nhiều những cái nội dung kiểu như thế. À, thì đối với YouTube ấy, thì các bạn biết rồi nó có đến hàng trăm cái thể loại video tôi nói là thể loại đúng không? ví dụ như là hậu trường này Uh, review này phỏng vấn này uh, rồi thì đào tạo này uh, rồi thì phim hài phim nhảm rồi thì phim âm nhạc này đúng không ạ? rồi vừa đi đường vừa nói chuyện này rồi thì live stream này uh, rồi thì uh, làm tvc quảng cáo này uh, thế rồi thì um, làm phóng sự này rất nhiều các thể loại thì phim hoạt hình phim hướng dẫn đúng không ạ à, tôi có thể liệt kê ra cả trăm cái loại như vậy Thế thì mình sẽ liệu cơm gắp mắm đúng không? Mình sẽ làm và mình sẽ chú ý này, thứ nhất là mình cũng phải quan tâm đến tần suất. Ví dụ hàng ngày là vào một cái khung giờ thì chúng ta sẽ up một cái video. Đấy, về về mặt số lượng là như vậy. Ví dụ một tuần chúng ta có thể có 7 video mỗi ngày một video hoặc mỗi ngày hai video, ví dụ như vậy đúng không? Sau đó thì thời lượng của video là 3 phút, 5 phút, 10 phút tùy vào cái việc là chúng ta làm như thế nào. Chúng ta cũng phải chuẩn bị hậu kỳ chỉnh sửa gắn logo, cắt cúp những cái phần quay hỏng đi, vân vân. À, thế rồi thì về trang thiết bị thì các bạn cũng nên đầu tư những cái trang thiết bị nó đơn giản thôi có thể sử dụng iphone à, sử dụng máy tính với cái cách thức là mình à, quay màn hình tôi thấy có rất nhiều bạn là sử dụng phương pháp quay màn hình bằng cách là làm một cái slide sau show lên trên máy tính sau đó là quay màn hình sau đó nói nó đưa lên tôi thấy cũng hiệu quả mà rất là tiết kiệm về chi phí đúng không hoặc là đầu tư máy camera xịn như tôi máy sony to vác vai như này này mấy chục triệu À, đèn đóm studio trước mặt tôi đây có bốn năm cái đèn Đấy, rồi thì đằng sau là phông xanh các bạn kia à, thế tôi thì ngồi như này tôi nói tôi chuẩn bị bài giảng đề cương ý tưởng vân vân <laughs> thì tương tự như thế các bạn cũng phải chuẩn bị cho mình các trang thiết bị để các bạn có thể làm làm sao càng chuyên nghiệp càng đẹp càng hấp dẫn nội dung thì đa dạng nội dung thì à, ăn theo trào lưu à, và đặc biệt là mình phải rất là chăm chỉ Đấy, ví dụ như là ở Việt Nam thì có cái trường hợp là của một cái bạn người Việt Nam, người gốc Việt đấy là bạn Mitchell Phan đúng không? À, bạn ấy rất là nổi tiếng ở trong báo chí cũng như trên uh, mạng là một cái chuyên gia hàng đầu, một cái gọi là v beauty blog đúng không? Beauty blog nó rất là nổi tiếng. À, mỗi một cái cái video hướng dẫn trang điểm của bạn ấy à, có hàng triệu lượt xem và bạn ấy trở thành một cái thương hiệu rất là mạnh trên toàn cầu, mạnh đến nỗi là một cái thương hiệu uh, chuyên về mỹ phẩm là hãng Mac uh, đã phải ký hợp đồng với bạn ấy để bạn làm đại sứ thương hiệu uh, ra một cái dòng sản phẩm mang tên thương hiệu của bạn ấy là Michael Phan luôn uh, và bây giờ thì có uh, ví dụ như là bạn uh, Jenner đúng không ạ, bạn bạn Kylie Jenner thì uh, cái cô út của nhà Dsara đấy thì uh, các bạn biết rồi bán trên Instagram rất là mạnh bởi vì Riêng cái kênh Instagram của cô ta, cái trang cá nhân của cô ta thì Có hơn 100 triệu lượt truy cập 100... Uh, xin lỗi Chính xác là uh, Cái kênh uh, Instagram của cô ấy là có hơn 100 triệu lượt theo dõi Rất là kinh khủng Đúng không ạ? Chỉ một cái bài post của cô ấy có thể có vài triệu lượt like thì Rất là tốt để cho việc kinh doanh Đúng không? Thì chúng ta có thể làm như vậy à, Và chúng ta sản xuất video liên tục à, Chúng ta đăng liên tục Và chúng ta cần phải có thời gian bởi vì có thể là phải mất 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm các bạn mới có thể thành công được. Nếu các bạn muốn thành công nhanh hơn thì các bạn phải đầu tư nhiều hơn. Ví dụ như là người ta 1 tuần 1 video thì bạn phải 1 tuần 7 video. Người ta 1 ngày 1 video thì thậm chí 1 ngày bạn phải 3 video. Video người ta 3 phút thì video của bạn phải 10 phút, 5 phút tôi lấy ví dụ như vậy. Tức là cái gì của mình cũng phải hơn, nhanh hơn, nhiều hơn, chất hơn, đẹp hơn, hay hơn, khác hơn. À đấy và kênh YouTube hiện nay thì tôi nghĩ là một tôi đánh giá là một kênh rất tốt để xây dựng thương hiệu cá nhân và bền vững về mặt lâu dài. Thế thì các bạn xác định cái thương hiệu của mình, các bạn xác định cái lĩnh vực của mình xong rồi thì các bạn gạch đầu dòng ra cho mình những cái định dạng, những cái loại hình video và mình sẽ tạo ra nhiều cái playlist. Mỗi cái playlist là một cái 5, 10, thậm chí vài chục cái đường link video khác nhau để chúng ta có thể làm tạo ra thành một cái hệ thống rất là nhiều các cái video để mà chúng ta thu hút người xem thu hút khách hàng của mình Đấy, thế thì ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải học một chút về đồ họa và về biên tập video để 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 cho tốt hơn nếu như chúng ta làm chuyên nghiệp giống như tôi chẳng hạn tôi đang làm thì ít nhất là chúng ta cũng phải biết cách đồ họa chuyên nghiệp một chút Đấy, thế rồi thì trong cái quá trình mà chúng ta làm thì chúng ta phải liên tục liên tục liên tục phát triển các video và các bài học mới hay là các cái video mới để chúng ta gia tăng cái lượng thu hút cho chúng ta và mỗi khi mà chúng ta đăng lên trên kênh youtube thì chúng ta cũng phải chú ý đến cái phần xem tức là cái phần tối ưu cho cái video của mình để youtube nó tìm thấy à, nó có ô tìm kiếm như này nó sẽ tìm thấy mình thì tiêu đề là phải chứa được từ khóa đấy, xong mô tả cũng phải chứa định từ khóa meta description cũng phải rồi meta tag đấy. tag vân vân mình phải làm đầy đủ để mình thu hút rồi thì video 1 thì phải link sang video 2 Video 2 phải link sang video 3 Trên kênh thì hướng dẫn Bảo người ta phải sắp kênh Nếu mà hay thì nên chia sẻ để tăng view Hoặc để lại comment Để mà chúng ta cùng trò chuyện Trao đổi vân vân Thì tôi xin phép được kết luận lại Cái video bài học này Thứ nhất là kênh youtube là một kênh miễn phí rất là tốt Ngoài kênh youtube Thì bạn có thể có kênh vmail Hoặc là kênh dailymotion Rất là nhiều các cái nền tảng chia sẻ video khác Thứ hai là chúng ta tạo lập nó cũng rất là dễ dàng, miễn phí Chúng ta có thể tạo 1, 2, 3N kênh à, Thứ ba thì khi có kênh rồi thì chúng ta sẽ phải sản xuất video Thì trong sản xuất video thì chúng ta chú ý thứ nhất là Nó có rất nhiều các chủ đề Mỗi một chủ đề chúng ta làm một playlist riêng à, Tiếp tục là chúng ta sản xuất các cái video chúng ta đưa lên đấy Và sau đó thì chúng ta cũng phải chú ý đến các cái phần kỹ thuật Và phần cứng, phần mềm Phần cứng thì gồm có máy quay hoặc là camera hoặc iPhone điện thoại ví dụ thế, phần, uh, rồi thì âm thanh ánh sáng phòng ốc, uh, rồi thì phần mềm thì có máy tính để mà uh, với lại cái phần mềm uh, biên tập video ví dụ như là phần mềm Adobe Video Premium là một trong những cái phần mềm tốt để các bạn có thể làm. Tôi lấy thí dụ như vậy và chúng ta sẽ học cách làm, chúng ta học cách làm và chúng ta đưa lên và chúng ta cũng chú ý về số lượng, về tần suất, về chất lượng để chúng ta uh, sớm thành công hơn ở trên mạng. Đấy là cái ý nghĩa của việc chúng ta xây dựng. Uh, với cái kênh youtube của chúng ta Tất nhiên là chúng ta cũng phải có ảnh bìa đẹp Có avatar đẹp, có thông điệp, thông tin Tất cả mọi thứ cái cách này chúng ta có thể đi xem các cái kênh nó đã làm rồi à, Kênh thương hiệu Hoặc là kênh cá nhân các bạn làm Sau đó các bạn học hỏi copy paste những cái cách người ta làm Còn nội dung thì không được copy paste Bởi vì nội dung là nếu mà các bạn re-up Thì rất có thể bản quyền của các bạn sẽ bị à, Bị vi bị, bị phạm Đấy không phải là dễ đâu Có thể sẽ bị xóa kênh hoặc là bị khóa kênh Đấy không phải là đơn giản Ok, được chưa Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào, hẹn gặp lại trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.